Như chúng ta cũng biết, nhà máy thủy điện Hòa Bình được Liên Xô xây dựng tại Hòa Bình từ năm 1979. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á kể từ năm 1994 đến 2012, và nó chỉ bị phá vỡ kỷ lục vào năm 2012 khi mà nhà máy thủy điện Sơn La ra đời. Và với quy mô là nhà máy thủy điện lớn nhất nhì hệ thống điện quốc gia, Thủy điện Hòa Bình đảm nhận nhiệm vụ chính là cắt lũ, giảm lũ, phát điện, đồng thời cấp nước chống hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cải thiện giao thông thủy trên sông Đà, sông Hồng và tăng cường nguồn nước, phục vụ nhu cầu dân sinh và các hoạt động sản xuất khác. Theo đó, thì đập Thủy điện Hòa Bình được xây dựng bên trong nhà máy, đảm nhận nhiệm vụ đóng cửa ngăn lũ tràn xuống đồng bằng vào những ngày mưa bão và cung cấp nguồn nước dồi dào cho hoạt động sinh hoạt sản xuất vào ngày khô hạn. Trong trường hợp mực nước trong đập vượt mức cho phép, người ta sẽ tiến hành xả lũ để tránh tình trạng vỡ đập gây hậu quả khôn lường. Mới đây nhất thì đập Thủy điện Hòa Bình đã phải mở cửa xả lũ trước cơn bão Yagi kinh hoàng càn quét cả miền Bắc. Với dòng nước ồ ạt chảy ra từ con đập này, thiệt hại kinh tế là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên khi được chứng kiến cảnh xả lũ của đập Thủy điện Hòa Bình, nhiều người phải đứng ngồi không yên vì lo sợ nguy cơ vỡ đập trong tương lai. Không biết lúc nào điều gì sẽ xảy ra khi mà bức tường nước cao hàng chục mét càn quét tất cả mọi thứ nằm ở trên đường đi của nó. Vâng, đây cũng là vấn đề chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video số hôm nay. Và liệu rằng thảm họa kinh hoàng đó sẽ mang đến những hậu quả khủng khiếp gì? Và liệu rằng đập Thủy điện Hòa Bình có bị vỡ nát trong tương lai hay không? Các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày bạn nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng điểm sơ qua các lần xả lũ chấn động của đập Thủy điện Hòa Bình. Kể từ khi xây dựng đến nay, đập Thủy điện Hòa Bình đã nhiều lần mở cửa xả lũ. Một trong những lần xả lũ lớn nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2017. Khi đó thì đập Thủy điện Hòa Bình với dung tích là 9,74 tỷ mét khối đã phải xả 8 trên 12 cửa xả đáy sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, làm nước dâng cao hơn giới hạn cho phép gần 5 mét và đạt mức 117 mét so với mức tối đa cho phép là 120 mét. Và đến năm 2022, nhà máy Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở 4 cửa xả lũ để chống vỡ đập. Còn mới đây nhất, trước tình hình mưa lũ ồ ạt do bão Yagi gây ra, nhà máy Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả lũ theo công điện khẩn cấp của chính phủ. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã rủ nhau đi xem cảnh tượng hiếm có, để rồi phải lo lắng sốt vó khi mà nhìn thấy dòng nước ồ ạt chảy tràn từ nhà máy ra ngoài. Không lo sao được, khi mà khối lượng nước rất lớn ấy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến chăn nuôi, sản xuất của nhiều người dân vùng hạ nguồn và đồng thời dẫn đến tình trạng là mất điện trên diện rộng, khiến cho kinh tế bị tổn thất không nhỏ chút nào. Tuy nhiên, nhà nước không thể nào làm khác đi được, bởi vì nếu không xả bớt lũ ra khỏi con đập này, nguy cơ vỡ đập Thủy điện Hòa Bình là rất lớn. Và một khi điều đó xảy ra, một bức tường nước cao hàng chục mét sẽ xuất hiện và càn quét tất cả mọi thứ mà nó bắt gặp trên đường đi của mình. Toàn bộ nhà cửa, cầu cống, gia súc, cây trồng và người dân ở 6 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ven sông Hồng chưa kịp sơ tán sẽ bị cuốn trôi ra biển chỉ trong một ngày. Và trong khi đó, thủ đô Hà Nội sẽ ngập dưới 30 mét nước tính từ chỗ cao nhất của nhà ga Hàng Cỏ. Nhưng hậu quả kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Hệ sinh thái sông Hồ sẽ bị tàn phá nặng nề, và đây chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra các thiệt hại lớn cho nguồn lợi thủy hải sản của đất nước. Và ngoài ra, khi mà đập Thủy điện Hòa Bình vỡ, chắc chắn là nguồn cấp điện trong mạng lưới điện quốc gia sẽ bị gián đoạn kéo dài. Và điều này khiến cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân bị trì trệ vô thời hạn. Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa bị tê liệt trên diện rộng do lũ quét. Và đến lúc đó, ngay cả việc đi đứng còn khó khăn thì nói chi đến cái chuyện làm ăn mua bán gì. Và đó là chưa kể việc môi trường bị hủy hoại do nước lũ sẽ khiến cho mầm bệnh bị tích tụ lâu ngày, có nguy cơ bùng phát. Người dân sẽ phải đối mặt với dịch bệnh tràn lan trong khi mùa màng thất bát kéo dài, dẫn đến nạn đói diễn ra và khiến chính phủ phải đau đầu giải quyết. Trong khi đó, chính phủ còn phải mệt bờ hơi tai tìm cách khắc phục hậu quả do vỡ đập, như là dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang do lũ quét để lại, xây dựng các công trình bị hư hỏng nặng nề và hỗ trợ thiệt hại cho người dân với số tiền chi ra không hề nhỏ. Vậy nên có thể nói, khi đập Thủy điện Hòa Bình bị vỡ, chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng, cả về kinh tế lẫn đời sống, cả về sinh kế lẫn sức khỏe. Và điều này đã từng được chứng minh thông qua các thảm cảnh tương tự từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Chẳng hạn như đêm 23 tháng 7 năm 2018, khi đập thủy điện Sepian Senamnoi của tỉnh Atapeu, Đông Nam Lào bị vỡ tan tành, hàng trăm người mất tích và nhiều người ở 6 làng thuộc huyện Sanamsay, tỉnh Atapeu, Đông Nam Lào đã thiệt mạng. Đồng thời, có đến 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do nước lũ. Nhưng kinh khủng nhất đó là có khoảng 20.000 người thiệt mạng vào tháng 8 năm 1975.
sau khi các con đập ở hồ chứa nước Bản Kiều và Thạch Mạn Than ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị vỡ. Chỉ tới năm 1999, thảm họa này mới được tờ China Daily tiết lộ rộng rãi để tránh dư luận hoang mang. Và đến tháng 8 năm 1979, lại có vô số những người chết do vỡ đập thủy điện gần thị trấn Movi ở phía tây bang Gujarat, Ấn Độ. Theo ước tính không chính thức, số người chết thực sự có thể lên tới 25.000 người. Và đến tháng 4 năm 1986, một đập thủy lợi bị vỡ ở Kantalai phía đông bắc Sri Lanka đã khiến 2.500 người chết và mất tích kéo dài. Và tháng 8 năm 2005, cơn bão Katrina, các đê bao thành phố New Orleans bị vỡ vì nước lũ quá mạnh đã khiến 80% diện tích thành phố bị ngập nước, với ít nhất là 1.100 người chết. Đứng trước những con số khủng khiếp nêu trên, chuyện người người nhà nhà lo lắng việc đập thủy điện Hòa Bình sẽ vỡ vụn là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tự hù dọa chính mình bằng cách là làm mọi việc quá lên như vậy, bởi vì đập thủy điện Hòa Bình sẽ không dễ thất thủ chỉ vì mưa bão kéo dài đâu. Tại sao lại nói như vậy? Có rất nhiều nguyên nhân thuyết phục được đưa ra như sau. Thứ nhất, đó là đập thủy điện Hòa Bình được Liên Xô thiết kế, xây dựng nhưng hệ số an toàn của nó còn cao hơn cả tiêu chuẩn của Mỹ. Cụ thể hơn là đập thủy điện Hòa Bình có hệ số chống lũ lên tới 60.000 mét khối trên giây, tức là con số dự phòng chưa từng có con lũ nào có thể đạt được và sẽ không bao giờ đạt được trong tương lai. Bởi vì trong 120 năm quan trắc, thế giới chỉ ghi nhận được một con lũ có tốc độ kỷ lục là 22.600 mét khối trên giây mà thôi. Và thêm vào đó, thủy điện Hòa Bình còn có 18 cửa xả, bao gồm 6 cửa xả mặt và 12 cửa xả đáy. Năm 1996 xảy ra lũ lớn trên sông Đà thì nó cũng chỉ mở có 7 cửa mà thôi. Còn trong đợt lũ diễn ra đột ngột vào tháng 10 năm ngoái, nhà máy thủy điện này cũng chỉ mở 8 cửa và chỉ mở trong một ngày một đêm rồi lại đóng lại ngay để trữ nước phục vụ cho tưới tiêu mà không bị trục trặc. Và điều này có nghĩa là hệ số dự phòng của nó còn rất cao, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. Thứ hai, đó là vì thủy điện Hòa Bình là đập đất đá tồn tại đến nay đã hơn 30 năm. Mà đập đất đá xây càng lâu thì sẽ càng chắc chắn, bởi vì đất đá ngày càng bị ép xuống dưới, giúp các chỉ tiêu chống sự cố tăng lên. Trong đó thì thân đập được xây từ đất sét, bởi vì loại đất ấy có đặc tính không thấm nước, lại mềm dẻo. Và nếu như nó bị rò rỉ ở đâu thì chúng ta cũng có thể sửa chữa và khắc phục sự cố nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của thân đập. Và lý do cuối cùng khiến cho chúng ta có thể an tâm về đập thủy điện Hòa Bình chính là sự quan tâm sát sao của chính phủ dành cho công trình này. Nói cách khác, khi xây dựng đập thủy điện, thế giới bao giờ cũng tính toán các phương án để đề phòng thảm họa và phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra một cách bí mật. Riêng ở Việt Nam, trong 15 năm qua, chính phủ cũng đã có quy định về việc lập các phương án cho trường hợp tai họa có thể xảy ra đối với tất cả các thủy điện để ứng phó kịp thời. Nói tóm lại, đập thủy điện Hòa Bình một khi mà đã bị vỡ vụn sẽ gây ra thảm họa chưa từng có tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Nhưng nguy cơ trên là rất thấp, bởi vì đây là công trình được xây dựng theo kết cấu đặc biệt với chỉ số chống lũ rất cao. Thêm vào đó, chính phủ cũng đã có rất nhiều phương án phòng ngừa thảm họa và rủi ro hiệu quả để hạn chế tối đa nguy cơ vỡ đập. Vậy nên chúng ta có thể an tâm ngủ ngon ngay cả khi mưa bão hoành hành. Tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu rằng sông Mekong quanh co, uốn khúc, nhưng thái độ của chúng ta đối với dòng sông sẽ luôn rõ ràng minh bạch. Tất cả vì môi trường sinh thái của dòng sông, vì lợi ích chung của cộng đồng cư dân sống quanh lưu vực, vì trách nhiệm với cả các thế hệ tương lai. Đây như là một lời nhắc nhở của Việt Nam dành cho các nước trong khu vực, những quốc gia mà dòng chảy sông Mekong đi qua, rằng làm gì thì cũng phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Đừng vì lòng tham cá nhân mà phá hủy môi trường sinh thái của con sông này. Việt Nam phải lên tiếng vì có kẻ đang cố gắng bức tử con sông Mekong bằng vô số những con đập. Là quốc gia nằm cuối nguồn sông Mekong, Việt Nam đang cảm nhận rõ nét nhất những tác động nặng nề đang diễn ra. Dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ du và vùng đồng bằng sông Cửu Long đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Đồng bằng thường xuyên phải đối mặt với những đợt hạn hán và hiện tượng xâm nhập mặn có xu hướng xuất hiện sớm hơn, từ 1 đến 1,5 tháng, với phạm vi và cường độ lớn hơn so với trước đây. Năm 2020, lượng phù sa xuống đồng bằng sông Cửu Long đã giảm chỉ còn bằng 1/3 lượng phù sa của trước đó 15 năm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hơn 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long, cũng như nỗ lực đảm bảo an ninh nguồn nước và an ninh lương thực cho tất cả các quốc gia trong lưu vực. Các chuyên gia dự báo vào năm 2040, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ chỉ còn không tới 5 triệu tấn phù sa mỗi năm, giảm hơn 9 lần so với hiện nay và gần 30 lần so với cách đây 15 năm.
Đó là trong trường hợp đẹp nhất khi mà không còn con đập nào mọc lên nữa. Nhưng ai cũng biết rằng chắc chắn tình hình sẽ còn tệ hơn bởi vì Trung Quốc không ngừng xây đập. Đập sau thì lại lớn hơn đập trước gấp nhiều lần. Đến một lúc nào đó đồng bằng sông Cửu Long sẽ chỉ còn là một vùng đất chết khi con sông Mekong không còn chảy nữa. Để hiểu rõ hơn về tác động khủng khiếp của việc Trung Quốc xây đập ảnh hưởng thế nào tới các nước vùng hạ lưu sông Mekong, nhất là Việt Nam, thì chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu từ cao nguyên Tây Tạng. Đó là một vùng đất nằm ở Trung Á, với diện tích bằng hơn một nửa Liên minh châu Âu. Khu vực này rất hẻo lánh với chỉ khoảng 5 triệu người sinh sống. Nhưng về mặt địa lý thì nó lại là một trong những vùng đất chiến lược quan trọng nhất hành tinh, do ở đây có hàng chục nghìn dòng sông băng. Chúng chạy len lỏi theo những dãy núi và dự trữ nguồn nước ngọt lớn thứ ba hành tinh. Ba con sông dài nhất của châu Á bắt nguồn từ đây, đó là sông Hoàng Hà, sông Trường Giang và sông Mekong. Trong đó, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang thì nằm gọn trong lòng lãnh thổ của Trung Quốc. Hàng trăm triệu người sinh sống ở xung quanh khu vực hai con sông này. Chỉ tính riêng vùng đồng bằng châu thổ Trường Giang đã có đóng góp tới 20% GDP cho Trung Quốc mỗi năm. Sông chính là huyết mạch nuôi sống dân số khổng lồ ở Trung Quốc, cho nên họ cũng bắt buộc phải kiểm soát cội nguồn hai con sông này ở Tây Tạng. Đó là vấn đề sống còn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, sông Mekong lại phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì dòng sông Mekong đã vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, chạy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Mekong trở thành một trong những con sông quan trọng nhất thế giới khi cung cấp nguồn nước ngọt cho 70 triệu người Đông Nam Á, là nguồn cung cấp 20% cá nước ngọt cho toàn thế giới. Hàng chục nghìn năm qua, Mekong vẫn trôi cùng với dòng nước ngọt, phù sa và thủy sản để nuôi sống con người. Nhưng giờ đây, cũng chính vì con người, Mekong đã không làm nhiệm vụ của thiên nhiên giao cho nữa. Các nước ở thượng nguồn, đặc biệt là Trung Quốc, đang cố giết chết con sông này bằng các chính sách của họ. Để hiểu rõ hơn về điều này thì ta hãy chia sông Mekong ra làm hai đoạn. Vùng hạ lưu ở phía Nam bắt đầu từ biên giới Lào-Trung Quốc, bao gồm một mạng lưới phụ lưu dày đặc chảy trên phần lớn lãnh thổ Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Đoạn thứ hai là thượng lưu ở phía Bắc, chỉ chảy trong lãnh thổ Trung Quốc. Đoạn 2 chiếm gần một nửa chiều dài sông Mekong và được gọi là sông Lan Thương. Phần thượng lưu này bắt nguồn từ các dãy núi cao ở Tây Tạng đổ xuống vùng thấp phía Nam, mang lại cho sông Lan Thương những lợi thế lớn, nhưng ngược lại cũng có mặt hại. Hại ở chỗ là các gành thác không tiện cho tàu bè di chuyển để giao thương. Tuy nhiên đây lại là địa điểm lý tưởng để xây dựng thủy điện. Hàng chục triệu người sống quanh dòng sông này, nhu cầu về điện sẽ rất nhiều. Không bao giờ sợ ế điện. Từ đó quốc gia nào cũng đua nhau xây đập chặn dòng sông Mekong lại. Chỉ tính khu vực hạ lưu thì đã có khoảng 200 đập thủy điện mọc lên. Cả Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đều xây đập. Tuy nhiên quy mô của những con đập này khá khiêm tốn và chủ yếu nằm ở các nhánh phụ lưu, không ảnh hưởng đến dòng chảy chính của sông Mekong. Chỉ có hai con đập ở hạ lưu được xây trên dòng chính, đó là đập Sayaburi và đập Don Sahong. Cả hai cái tên này thì đều nằm trên lãnh thổ Lào. Và vấn đề thực sự nằm ở vùng hạ lưu của Trung Quốc. Trung Quốc đã xây dựng con đập đầu tiên trên vùng thượng nguồn sông Mekong từ những năm 1990 và đến nay đã có 11 con đập chính và 95 đập phụ đang hoạt động. Con đập chính thứ 12 đang được xây dựng và chính quyền Trung Quốc hiện có nhiều kế hoạch xây dựng thêm những đập thủy điện khác. Trong vòng 20 năm tới, số đập chính sẽ được Trung Quốc nhân đôi lên và chắc chắn sẽ không thiếu những con đập thuộc diện siêu to khổng lồ. 200 con đập ở vùng hạ lưu do các nước Đông Nam Á xây dựng chỉ có tổng công suất là 12.285 MWh, không bằng một nửa công suất 11 con đập chính của Trung Quốc là 31.605 MWh. Chỉ bấy nhiêu thôi thì chắc cũng đủ để mọi người nhìn ra hậu quả khủng khiếp đang xảy ra ở vùng hạ lưu sông Mekong rồi đúng không? Thủy điện được coi là nguồn năng lượng sạch, nhưng xây dựng quá nhiều đập lớn chặn nước thì tốc độ hủy hoại môi trường còn khủng khiếp hơn. Một vài con đập trong số này đã làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của dòng sông, dẫn đến việc hạ lưu sông Mekong trong những năm vừa qua có mực nước xuống thấp kỷ lục, gây nên nhiều đợt hạn hán tồi tệ. Từ vài năm trước, Campuchia đã phải cho các con đập lớn nhất của mình ngừng hoạt động vì thiếu nước nghiêm trọng. Hậu quả là người dân chịu cảnh mất điện hàng tháng trời, nền kinh tế cũng chịu thiệt hại nặng nề và điều này cho thấy là Trung Quốc đang giữ nước trong các đập. Trong khi các quốc gia hạ lưu sông Mekong phải trải qua đợt hạn hán, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đánh bắt, đe dọa đến an ninh lương thực trong khu vực. Việt Nam ta còn ở xa thượng nguồn hơn cả Campuchia. Bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nào đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long hay chưa? Khi mà sông không đủ nước đổ ra biển thì nước biển sẽ đổ ngược vào đất liền,
gây ra tình trạng là xâm nhập mặn, tàn phá đất canh tác của người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Lượng cá đổ về Campuchia cũng đã giảm tới 90% so với trước đây. Đó là kế sinh nhai, là nguồn sống của rất nhiều con người bị bóp nghẹt. Công bằng mà nói thì ta không thể đổ tội hoàn toàn cho Trung Quốc được. Mực nước sông Mekong giảm còn là do lượng mưa hàng năm thấp, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bàn tay của Trung Quốc đã đẩy tình trạng này kéo tới nhanh hơn và tồi tệ hơn. Và chính sách xây đập của Trung Quốc đã khiến cho dòng sông Mekong bị tắc nghẽn hoàn toàn. Trước khi mà Trung Quốc xây đập thủy điện, dòng chảy của Mekong vẫn lên xuống theo mùa. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 nước sẽ dâng cao và kéo theo vô vàn loài cá. Đôi khi là băng tuyết ở thượng nguồn tan chảy nhiều, còn đẩy mực nước lên rất cao và gây tình trạng là lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Và đây chính là nguồn bồi đắp phù sa cho nông nghiệp Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long cung cấp đến 50% lượng gạo, 70% lượng trái cây và cá xuất khẩu cho các quốc gia. Nhưng tất cả các ngành này đang chết dần do thiếu nước từ sông Mekong. Năm 2019, mực nước xuống thấp kỷ lục khiến Thái Lan phải huy động cả quân đội tiến hành các hoạt động cứu viện. Thỉnh thoảng Trung Quốc lại xả lũ bất ngờ khiến cho các nước ở hạ nguồn không kịp trở tay. Các đợt xả nước bất ngờ sẽ làm mực nước sông tăng vọt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hạ nguồn và phá hủy hệ sinh thái. Các cộng đồng cư dân sinh sống dọc sông Mekong đã chứng kiến mực nước tăng giảm thất thường mỗi khi mà xuất hiện một con đập mới. Có nơi gặp hạn hán trái mùa và sau đó là mực nước tăng đột ngột. Những hoạt động bất thường đã thay đổi hệ thống tự nhiên của sông Mekong. Và đây là viễn cảnh ngay trước mắt, nhưng Trung Quốc hoàn toàn bỏ ngoài tai. Họ vẫn miệt mài xây thêm đập chặn nước. Trung Quốc luôn bác bỏ các báo cáo do các tổ chức quốc tế công bố. Họ cho rằng nguyên nhân hạn hán ở hạ nguồn sông Mekong là do những đợt gió mùa bất thường và hiện tượng El Nino cực đoan. Trung Quốc gọi những cáo buộc chống lại mình là vô căn cứ và đi ngược lại thực tế. Các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong từ nhiều năm nay đã tích cực ngồi lại với nhau để thảo luận, để tìm cách khắc phục dòng chảy sông Mekong. Các nước còn lập ra ủy hội sông Mekong để chung tay gìn giữ con sông huyết mạch này. Nhưng sau bao lần mời gọi, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia. Ai chết thì mặc, Trung Quốc vẫn sống là được. Giới quan sát đôi khi mô tả sông Mekong sẽ là một điểm nóng địa chính trị kế tiếp tại khu vực. Chưa đến mức căng thẳng như tranh chấp ở Biển Đông, nhưng sông Mekong rồi cũng sẽ đến lúc nóng hơn cả Biển Đông. Đó là bởi giá trị của sông Mekong như một tuyến đường sông thông ra biển, chạy qua vựa lúa của Đông Nam Á, nơi mà gạo và các cây trồng chủ chốt khác được trồng cấy là nguồn lợi về cá tôm, cũng là điểm đến của du lịch. Tại sông Mekong cũng như Biển Đông, Trung Quốc đang triển khai chiến lược củ cà rốt và cây gậy. Trong lúc các công ty trong nước đứng ra thu xếp vốn để mở rộng mạng lưới đập thủy điện xây dựng tại dọc sông, thì chính phủ Trung Quốc đã tìm cách tối đa hóa tiếng nói quyết định của mình về việc trị thủy dòng chảy của sông Mekong trên toàn bộ chiều dài của nó. Một đặc điểm nổi bật của sông Mekong chính là việc dòng chảy địa lý phản ánh thứ bậc địa chính trị ở khu vực. Một Trung Quốc quyền lực ở thượng lưu, trong khi những nước nhỏ hơn, kém phát triển hơn nằm ở hạ lưu. Có thể thấy rõ điều này qua việc các nước hạ nguồn miễn cưỡng hoặc không dám chỉ trích bất kỳ hành động khai thác nào của Trung Quốc ở thượng nguồn. Hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc đóng vai trò lợi ích chính trị chiến lược, buộc các nước hạ nguồn phụ thuộc vào hoạt động của Bắc Kinh. Đó là chiêu bài hiểm của Trung Quốc với cái giá phải trả là dòng sông Mekong đang chết dần.